Chào mừng các em đến kênh Hề Liêm cho bài giảng. Hôm nay thầy sẽ hướng dẫn các em giải một đề thi giữa học kỳ 1 tin học 7 sẽ kênh Diệu nha. Trong lúc xem bài giảng Hề Liêm có một cái quảng cáo, các em xem hết quảng cáo giúp Hề Liêm để hay có thêm kinh phí làm nhiều bài giảng cho các em xem nha. Giờ mình sẽ bài giảng hôm nay. Giờ đề bài sẽ có hai phần: phần trắc nghiệm, phần tự luận. Mình sẽ làm phần trắc nghiệm trước. Câu số 1: thiết bị nào nhận thông tin từ máy tính đưa ra bên ngoài? Như vậy đáp án A là bàn phím chuột Miro, đáp án B là màn hình loa bàn phím, đáp án C là ổ cứng Miro và đáp án D là màn hình loa máy ảnh. Giờ như giờ câu số 1 này, người ta hỏi là thiết bị nào nhận thông tin từ máy tính sau đó sẽ đưa ra bên ngoài. Như giờ để đưa thông tin ra ngoài thì mình xem thiết bị nào, thì màn hình này, mình thấy là màn hình này, đúng nè, loa là máy in này. Thì màn hình sẽ hiển thị hình ảnh đưa ra ngoài, loa để phát âm thanh ra bên ngoài, máy in thì kem có thể in văn bản hoặc là hình ảnh ra bên ngoài, đúng không? Như vậy câu số 1 này mình sẽ chọn đáp án D. Màn hình loa máy in chính là thiết bị để nhận thông tin từ máy tính sẽ đưa ra bên ngoài, đúng không? Như vậy mình xong câu số 1, mình sẽ qua tiếp câu số 2. Tiếp theo là câu số 2. Câu số 2 người ta hỏi thiết bị nào tiếp nhận thông tin và chuyển thông tin vào máy tính? Như mình thấy đáp án A là bàn phím chuột Miro, đáp án B là màn hình loa máy in, đáp án C là ổ cứng Miro và đáp án D là chuột Miro. Như vậy là những thiết bị mà tiếp nhận thông tin chuyển vào máy tính thì mình thấy có bàn phím, chuột và microphone. Bàn phím để các em sẽ nhập chữ số vào, chuột để chọn lệnh và microphone mình sẽ thu âm vào, đúng không? Như vậy câu số 2 này mình sẽ chọn chấp đáp án E, chính là bàn phím chuột và micro. Giờ trả lời xong câu số 2, mình sẽ qua tiếp câu số 3. Tiếp theo là câu số 3, thiết bị nào xuất dữ liệu âm thanh từ máy tính ra bên ngoài? Giờ mình xem thiết bị nào sẽ xuất dữ liệu âm thanh. Như xuất dữ liệu âm thanh chính là loa, đúng không? Thì lo để phát âm thanh ra bên ngoài. Như vậy câu số 3 này mình sẽ chọn đáp án D, đúng không? Còn máy ảnh là để chụp chụp hình, microphone để thu âm vào, màn hình để hiển thị hình ảnh, lo sẽ là xuất dữ liệu ra bên ngoài, chính là dữ liệu âm thanh, đúng không? Như giờ mà bình thường máy tính mình phải lo mình mới nghe tiếng được âm thanh, đúng không? Nếu mà sử dụng máy tính xách tay thì người ta tích hợp sẵn lo luôn à, đúng rồi. Hoặc là điện thoại thông minh, máy tính bảng thì người ta sẽ tích hợp loa vô các thiết bị luôn. Còn nếu mà các em sử dụng máy tính để bàn thì mình phải gắn thêm một cái loa ngoài, đúng rồi. Tiếp theo là câu số 4, màn hình cảm ứng là thiết bị vào da hay là thiết bị đầu cuối? Như mình thấy là màn hình cảm ứng là trước hết là màn hình sẽ hiển thị âm thanh, sẽ hiển thị hình ảnh cho chúng ta, thì có nghĩa là thiết bị gì? Màn hình cảm ứng thì mình có thể chọn lệnh được, mình có thể gõ, mình có thể chọn lệnh, có nghĩa là thiết bị vào. Như vậy là màn hình cảm ứng sẽ là thiết bị vào ngoài da luôn, đúng không? Như vậy là câu số 4 mình sử dụng đáp án C. Màn hình cảm ứng là có thể hiển thị hình ảnh cho chúng ta xem, chính là thiết bị da, và chúng ta có thể chọn lệnh hoặc là nhập dữ liệu vào từ bàn phím ảo trên màn hình cảm ứng cũng được. Như vậy đây là thiết bị và ngoài da luôn. Tiếp theo là câu số 5, máy in máy chiếu là những loại của kiểu thiết bị nào? Thiết bị vào, thiết bị da, thiết bị vào da hay thiết bị đầu cuối? Như giờ mình thấy là máy in để chúng ta in văn bản hoặc là hình ảnh, còn máy chiếu để chúng ta chiếu hình ảnh lên trên màn màn chiếu. Như vậy đây là khuy thuộc về thiết bị da, đúng không? Như vậy câu số 8, câu số 5 này mình sẽ chọn đáp án B, chính là thiết bị da nha. Tiếp theo là câu số 6, em hãy cho biết là máy ảnh nhập dữ liệu dạng nào vào máy tính? Con số văn bản, hình ảnh hay âm thanh? Thì chắc chắn là hình ảnh, vậy đúng không?
thì máy ảnh sẽ là máy ảnh kỹ thuật số, thì các em sẽ chụp hình, sau đó các em sẽ truyền dữ liệu qua máy tính là dạng hình ảnh. Như vậy câu số 6 hôm nay mình sẽ chọn đáp án C, chính là hình ảnh. Máy ảnh chắc chắn là chụp cho hình ảnh nha, đúng nha. Tiếp theo là câu số 7. Thiết bị nào xuất dữ liệu âm thanh từ máy tính ra bên ngoài? Như vậy là thiết bị mà xuất dữ liệu âm thanh từ máy tính ra bên ngoài thì chính là loa, đúng không? Như vậy câu số 7 mình sẽ chọn đáp án đi, là loa. Tiếp theo câu số 8, thiết bị nào xuất dữ liệu dân bản từ máy tính ra bên ngoài? Như vậy là để hiển thị được dân bản từ máy tính ra bên ngoài thì mình phải sử dụng màn hình, đúng không? Như vậy câu số 8 thì mình sẽ chọn đáp án B, đúng không? Thì chỉ có màn hình chúng ta mới có thể thấy được dân bản từ máy tính xuất ra bên ngoài, đúng không? Tiếp theo là câu số 9, em hãy cho biết là Miro nhập dữ liệu dạng nào vào máy tính. Miro là chúng ta sẽ dùng để âm, khu âm vào máy tính. Như vậy chính là dạng dữ liệu âm khách, đúng không? Như vậy câu số 9 này mình sẽ chọn đáp án D, chính là dạng âm khách. Đúng không? Tiếp theo là câu số 10, em hãy cho biết là máy quét nhập dữ liệu dạng nào vào máy tính? Con số dân bản hình ảnh hay là cả ba con số dân bản và hình ảnh luôn? Như vậy là mới quét, các em có thể sử dụng máy quét để nhập dữ liệu, có thể là thì quét mình có thể quét con số là dân bản hoặc là hình ảnh luôn, đúng không? Như vậy câu số 10 này mình sẽ chọn đáp án đi, chính là cả ba luôn, đúng không? Con số dân bản hình ảnh thì chúng ta sẽ máy quét hay còn gọi là mass scan. Chúng ta sẽ đưa ví dụ như là con như con số dân bản hình ảnh trên tờ giấy nào đó thì các em sử dụng máy quét để các em sẽ đưa vào máy tính, đúng không? Tiếp theo là câu số 11. Một tai nghe có gắn micro sử dụng cho máy tính là loại thiết bị gì? Như vậy tai nghe là chúng ta nghe âm thanh từ máy tính xuất ra bên ngoài. Còn micro chúng ta sẽ đưa âm thanh vào máy tính. Như vậy là tai nghe có micro chính là thiết bị vừa vào vừa ra luôn nè. Như vậy là thiết bị vừa vào vừa ra chính là đáp án C. Như vậy là câu số 11. Nên mình sẽ chọn đáp án C, đúng không? Tai nghe là có nghĩa là chúng ta sẽ nghe âm thanh từ máy tính phát ra, có nghĩa là thiết bị gì? Còn micro là khu âm vào, có nghĩa là thiết bị vào. Như vậy là tai nghe có gắn micro chính là thiết bị vừa vào vừa ra. Tiếp theo là câu số 12. Máy tính của em đang làm việc với một tiệp trên khải nhớ, em hãy sắp xếp lại thứ tự các thao tác sao để tắt máy tính an toàn không làm mất dữ liệu. Như vậy ở đây bốn bước này là chưa đúng thứ tự, bây giờ mình sẽ sắp xếp lại cho đúng thứ tự. Như vậy là số 1 là chọn lệnh shutdown hoặc là turn off để tắt máy tính. Đóng tiệp đang mở trên khải nhớ, chọn Set to remote hardware để ngắt kết nối khải nhớ và lưu lại nội dung. Như vậy là thứ tự đúng sẽ là trước hết mình phải lưu lại nội dung của tiệp, đúng không? Sau đó thì mình sẽ đóng tiệp đang mở trên khải nhớ. Giờ sau đó thì mình sẽ chọn lệnh Save to remove HP. Giờ sau đó mình mới tắt máy tính được, đúng không? Như vậy đáp án đúng ở đây chính là đáp án D. 4, 2, 3, 1. Giờ như vậy là mình xong câu số 12, mình sẽ qua tiếp câu số 13. Tiếp theo là câu số 13, loa thông minh có chức năng gì đặc biệt không? Giờ đáp án A là nhận lệnh giọng nói. Đáp án B là trả lời bằng giọng nói. Đáp án C là cả AB đều đúng. Và đáp án D là có thể xuất giam khách. Như vậy loa bình thường là chỉ phát âm thanh thôi, đúng không? Còn loa thông minh là có khả năng
nhận được lệnh, được giọng nói và trả lời bằng giọng nói luôn, đúng không? Như vậy câu số 13 mình sẽ chọn đáp án C nha. Như vậy là do không mình có thể là nhận diện lệnh bằng giọng nói và trả lời bằng giọng nói luôn, đúng không? Thì mới gọi là lo không mình được. Tiếp theo là câu số 14. Khi sử dụng máy tính em cần tuân theo những quy tắc an toàn nào để không gây ra lỗi? Giờ mình xem đáp án nào đúng nha. Đáp án A là thao tác tùy tiện không hướng dẫn. Như là tùy tiện chắc chắn là không đúng nha. Đúng nha. Sẽ dễ gây ra lỗi hay không? Án B là sử dụng chức năng sit down để tắt máy tính. Câu này đúng. Gõ phím dứt khoát nhưng mà nhẹ nhàng. Câu này đúng. Như mình thấy là cả B, C đều đúng. Nên mình sẽ chọn đáp án đây. Như vậy câu số 14 mình sẽ chọn đáp án đây. Tiếp theo là câu số 15. Thao tác nào sau đây tắt máy tính một cách an toàn? Giờ câu A là sử dụng lệnh reset trên Windows. Reset là khởi động lại máy chứ đâu phải tắt. Vì là đáp án A chắc chắn là không được. Đáp án B là sử dụng Next Step Out trên Windows. Câu này đúng rồi. Như vậy câu số 15 mình sẽ chọn đáp án B. Đúng rồi. Còn nhấn giữ công tắc nguồn và dây là sai. Rút dây nguồn khỏi ổ cắm khi chưa Step Out là sai nha. Mình phải chuẩn lệnh Step Out trước giờ mình mới có thể rút dây nguồn ra được. Tiếp theo là câu số 16. Phần mềm nào sau đây không phải là hệ điều hành? Như vậy mình sẽ có là Windows 7, Windows 10 và Windows Phone đều là hệ điều hành. Chỉ có Windows Explorer, đây là trình quản lý tiện và khư mẫu không? Không phải là hệ điều hành. Như vậy câu số 16 mình sẽ chọn đáp án C. Tiếp theo là câu số 17. Chức năng nào sau đây không phải của hệ điều hành? Giờ mà xem câu số 17 đáp án nào đúng. Đáp án A là quản lý các tệp dữ liệu trên đĩa. Như vậy câu này đúng không? Đúng này. Nhưng mà người ta nói là không phải. Có nghĩa là mình sẽ không chọn đáp án này. Tạo và chỉnh sửa nội dung một tệp hình ảnh. Như vậy việc tạo và chỉnh sửa nội dung một tệp hình ảnh là nhiệm vụ của phần mềm chỉnh sửa ảnh chứ không phải là của hệ điều hành. Đúng này. Như vậy là câu số 17 mình sẽ chọn đáp án V. Đúng không? Như vậy là tạo và chỉnh sửa nội dung tiệp ảnh chính là của phần mềm chỉnh sửa ảnh như là Photoshop. Đúng không? Tiếp theo câu số 18. Phát biểu nào sau đây là sai? Giờ mình xem phát biểu nào sai. Đáp án A là người sử dụng xử lý những yêu cầu cụ thể bằng phần mềm ứng dụng. Câu này đúng chứ không phải là sai. Để phần mềm ứng dụng chạy trên máy tính phải có hiệu đoạn. Câu này đúng. Để máy tính hoạt động được phải có phần mềm ứng dụng. Câu này là sai nha. Máy tính hoạt động chỉ cần hệ điều hành, còn phần mềm ứng dụng nếu chúng ta muốn làm việc gì đó thì mình mới cần cài thêm, đúng không? Ví dụ mình muốn gọi văn bản mình cài thêm Word, đúng không? Muốn tính toán thì cài thêm Excel. Còn máy tính hoạt động được thì chỉ cần hệ điều hành là được. Như vậy là câu số 18 mình sẽ chọn đáp án C. Tiếp theo là câu số 19. Để việc tìm kiếm dữ liệu trên máy tính được dễ dàng và nhanh chóng khi đặt tên cho tệp hoặc thư mục, em nên nên làm gì? Như vậy để tìm kiếm dữ liệu trên máy tính được dễ dàng và nhanh chóng thì khi đặt tên tệp thư mục thì em phải chú ý điều gì? Câu A là đặt tên theo ý thích như là tên người, khăn, tên thú cưng. Câu này chắc chắn là sai. Mình phải đặt tên sao cho dễ nhớ chứ, đúng không? Đáp án B là đặt tên sao cho dễ nhớ và dễ biết trong đó chứa gì? Giờ như là câu B này mình thấy là đúng rồi. Như vậy ví dụ như là tiệp đó nói về cái gì? Tiệp về nấu ăn thì mình sẽ để là nấu ăn. Ví dụ là tiệp đó mình sẽ nói về bài tập toán
hay bài tập lý, bài tập hóa đó, thì các em đặt tên ngay chính xác đó, thì mình nhìn vô đâu biết là nội dung trong đó là cái gì, đúng không? Ví dụ như là framework đó là của bài tập toán thì các em để bài tập toán, ví dụ bài tập toán bài 2 hay bài 3 gì đó, mình ghi chính xác cái tên gợi nhớ luôn, đúng không? Để nhìn vô là biết đó là cái gì. Như vậy câu số 19 này mình sẽ chọn đáp án B. Tiếp theo là câu số 20, tiệp có phần mở rộng chấm SC thuộc loại tiệp gì? Không có loại tiệp này. Tiệp chương trình máy tính, tiệp dữ liệu phần mềm Microsoft Word và tiệp dữ liệu video. Thì mình thấy là cái file chấm SC này chính là tiệp chương trình của máy tính nha. Như vậy là mình sẽ chọn đáp án B. Chấm SC có nghĩa là file khi chạy, có nghĩa là nó tự chạy được, được gọi là tiệp chương trình máy tính, đúng không? Còn Microsoft Word, tài liệu của tiệp dữ liệu của phần mềm Microsoft Word là chấm, là chấm doc, docx, đúng không? Còn tiệp video thì sẽ là chấm mp4.av, đúng không? Tiếp theo câu 21, mật khẩu nào sau đây có tính bảo mật cao nhất? Giờ như vậy là mình nhớ là một cái mật khẩu được gọi là mạnh nếu có số chữ và cả ký tự đặc biệt luôn, đúng không? Như vậy mình quan sát thì mình thấy là cái này số không, cái này chữ không, cái này chữ không, thì mình thấy chỉ có đáp án D là vừa có số vừa có chữ vừa có ký tự đặc biệt luôn, đúng không? Như vậy câu 21 này mình sẽ chọn đáp án D, đúng không? Tiếp theo là câu 22. Câu 22, hãy chọn những phát biểu sai. Giờ người ta kêu chọn phát biểu sai. Giờ mình xem phát biểu nào là sai. Lưu trữ bằng công nghệ đám mây tránh được dơ mắt hỏng dữ liệu. Câu này đúng. Lưu trữ bằng đĩa CD cần phải có đầu ghi đĩa nhưng dung lượng rất lớn. Câu này sai, là đĩa CD dung lượng nhỏ. Mình thấy là đĩa CD có dung lượng là chỉ khoảng 700 MB thôi, chưa tới 1 GB nên không gọi là lớn được. Như vậy là câu B chính là câu sai. Như vậy câu số 22 này mình sẽ chọn đáp án B. Tiếp theo là câu 23. Đâu là chương trình máy tính giúp em quản lý tiệp và thư mục? Để quản lý tiệp và thư mục thì mình sử dụng phần mềm nào? Internet Explorer, Help, Microsoft Windows hay là File Explorer? Thì chính là mình sử dụng File Explorer, đúng không? Như vậy là câu số 23 mình sẽ chọn đáp án D. Giờ tiếp theo mình sẽ qua tiếp câu 24. Đâu là chương trình máy tính giúp em soạn thảo văn bản? Như vậy là phần mềm để chúng ta soạn thảo văn bản chính là Microsoft Word, đúng không? Như vậy câu 24 này mình sẽ chọn đáp án D, chính là Microsoft Word. Như vậy mình xong phần trắc nghiệm nha. Giờ phần trắc nghiệm, các em hiểu bài, các em sắp bóc hết video, hãy biết các em hiểu bài. Tiếp theo mình sẽ qua tiếp phần tự luận câu 25. Khi tải RAID để cài đặt trên máy tính, tại sao cần phải chọn phiên bản phù hợp với hệ điều hành trên máy tính của em? Như vậy là khi các em tải bất cứ phần mềm nào cũng vậy, các em phải chọn phiên bản phù hợp với hệ điều hành trên máy tính để phần mềm có thể hoạt động trơn tru và tương thích với máy tính nha. Giờ như vậy câu 25 này các em trả lời như sau. Khi tải RAID để cài đặt trên máy tính, em phải chọn phiên bản phù hợp với hệ điều hành trên máy tính của em để phần mềm có thể hoạt động trơn tru và tương thích với máy tính. Vì nếu tải RAID không phù hợp với hệ điều hành của máy tính thì sẽ không thể hoạt động được, thậm chí có thể làm ảnh hưởng đến máy tính của em. Giờ trả lời xong câu 25 mình sẽ qua tiếp câu 26. Giờ tiếp theo mình sẽ qua tiếp câu 26. Câu 26, người ta nói là máy in nhà em in ra những ký hiệu không mong muốn và em biết lỗi này là do virus. Em cần virus máy tính hay máy in vì sao? Như vậy chắc chắn là phải cài virus trên máy tính nhà, đúng không? Máy in thì đâu cần có virus. Như vậy câu 26 này các em trả lời như sao?
Em cần phải diệt virus ở máy tính. Vì máy tính nhận thông tin vào và virus trong máy tính đã làm lỗi những cái thông tin đó, dẫn đến khi dân bản được in ra máy, in sẽ những ký hiệu không mong muốn. Giờ trả lời xong câu 26, mình sẽ tiếp phân biệt. Tiếp theo là câu 27. Em hãy lựa chọn một thiết bị lưu trữ để sao lưu hương mục du lịch. Giải thích tại sao em lựa chọn cách sao lưu đâu. Giờ như là ở đây thì các em có thể sao lưu nhiều cách. Nhưng mà ở đây các em có thể chọn sao lưu trên công nghệ đám mây. Thì các em sẽ không sợ bị khất lạc. Đúng không? Chỗ nào có, chỉ cần có internet là mình có thể xem lại. Như giờ để sao lưu hương mục du lịch, em sẽ lựa chọn công nghệ sao lưu nhờ công nghệ đám mây. Vì lưu trữ nhờ công nghệ đám mây có thể sao lưu từ xa, truy cập bằng bất cứ máy tính có kết nối internet và dung lượng sao lưu khá lớn. Ngoài ra em không sợ bị khất lạc hay hỏng dữ liệu nếu sao lưu bằng công nghệ đám mây. Em sẽ lựa chọn một vài dịch vụ sao lưu uy tín như là Google Drive hoặc là OneDrive. Giờ trả lời xong câu 27, mình sẽ tiếp phần bài gì? Giờ như là mình xong bài giảng hôm nay, nếu các em thấy giảng dạy hiệu quả khích chia sẻ cho bạn bè cùng xem. Và em nào chưa đăng ký kênh thầy Liêm thì kênh sẽ bấm nút đăng ký bấm chuông để xem bài giảng mới nhất của thầy Liêm nha. Thầy chúc các em học tốt, tạm biệt các em nha.